Xin chào mọi người, Emmy đây. Chúng ta cùng quay trở lại với cả series Best and Worst. Và lần này thương hiệu được đặt lên bàn mổ đó chính là The Ordinary, một thương hiệu từ Canada, hẳn là mọi người đã biết đến rất nhiều rồi đúng không? Bản thân Emmy cũng là một fan của The Ordinary đó, bởi vì là Emmy cũng đã tò mò và sử dụng cơ số những sản phẩm khác nhau. Tên thì là The Ordinary mà đến từ một công ty tên là The Abnormal Beauty Company. Cũng chơi chữ phết nhở. Thực sự đối với cả Emmy thì Emmy thấy rằng là The Ordinary đúng là một thương hiệu chuẩn ngon bổ rẻ, có rất nhiều những sản phẩm mà chúng ta nên cân nhắc và sử dụng. Tuy nhiên đối với cả bất kỳ một thương hiệu nào cũng vậy thôi, cũng sẽ có những sản phẩm rất đình đám best seller và có những sản phẩm thì hơi bong xịt một chút xíu. Và ngày hôm nay Emmy sẽ review chi tiết cho mọi người để xem chúng ta nên đầu tư vào những sản phẩm nào của The Ordinary và những sản phẩm nào thì nên tránh xa. Nhớ đừng quên subscribe YouTube channel của Happy Skin và tham gia vào group kín tập làm vlogger, blogger, MC của Happy Skin ở trên Facebook nha. Giới thiệu một chút xíu về The Ordinary đối với cả những bạn nào mà chưa biết về thương hiệu này ha. Đây là một thương hiệu thuộc về hãng mỹ phẩm gọi là DCM, đến từ Canada. Công ty thì tên là The Abnormal Beauty Company. Triết lý của hãng là sẽ sử dụng công nghệ tiên phong nhưng mà vẫn giữ được sự trung thực đối với các khách hàng, thể hiện việc là hãng sẽ không quá over marketing và nói quá nhiều về những công dụng thần thánh mà sản phẩm của mình sẽ mang lại. Thay vào đó thì hãng sẽ tập trung nói về những thành phần nổi bật của sản phẩm, ví dụ như là ARA 30%, BHA 2% hoặc là niacinamide 10%. Và với những thành phần như thế thì sẽ có những công dụng ABCD tạo ra một cái cảm giác ấy, là người ta thấy là thứ nhất là tin tưởng này, thấy là công nghệ có vẻ update thật và cũng không bị là giống như kiểu over promise đối với cả những sản phẩm của mình. Đối với cả Emmy thì Emmy nhận định The Ordinary đúng là một cái sản phẩm mang tính chất là ngon bổ rẻ, bởi vì là giá của sản phẩm này kể cả serum cũng rất là hợp lý, tầm 300-400-500 nghìn, maximum chỉ có 800 nghìn thôi, thì như vậy là rất là dễ mua. Tất nhiên là đối với cả Emmy thì đây không phải là những sản phẩm quá nặng đô. Nếu mà ai đã từng sử dụng ví dụ đi retinol này, hoặc là sử dụng là blue copper peptide hoặc một số những cái thành phẩm mà rất là ưu việt khác, thì sẽ thấy rằng là sẽ có những hãng mỹ phẩm ý, thực sự là đắt sắt đa miếng. The Ordinary thì không phải như vậy, có dùng cũng thấy có hiệu quả nhưng mà không phải là quá mạnh mẽ. Nhưng nếu mà biết cách kết hợp với nhau thì Emmy nghĩ rằng là cũng sẽ có được một cái mà giống như bạn ấy nói là một cái cocktail hoặc là một cái buffet rất là tốt dành cho da. Đúng như là chiến lược của hãng là tập trung vào chuyện là thành phẩm và công nghệ, nên là mọi người cũng sẽ thấy rằng là tất cả những sản phẩm của hãng ấy thì đều rất là đơn giản. Tất cả các chai hầu như là có một kích thước giống như nhau, chỉ khác nhau về mặt màu sắc một chút xíu thôi. Thậm chí là có những chai thấy màu sắc cũng giống y hệt nhau cả nhà. Nhìn từ xa còn không thể phân biệt được là chai này là cái gì, trừ phi là bạn phải đọc kỹ thành phần ở trên này. Em nghĩ đây cũng là một sự rất là khôn ngoan, bởi vì là có thể tiết kiệm được chi phí sản xuất, đặt hàng với số lượng lớn mà, thì chắc chắn là tiết kiệm được chi phí sản xuất rồi. Mà về góc độ của người dùng thì em thấy là cũng ổn, bởi vì sản phẩm này mang tính chất là cũng hơi đặc trị một tí xíu mà, và cũng về high tech ý, nên càng đơn giản càng tốt. Trong list những sản phẩm must try best của The Ordinary, sản phẩm đầu tiên không thể không kể đến một trong những sản phẩm mà đã tạo nên thương hiệu của hãng, đó chính là niacinamide 10% và zinc 1%. Thực sự nếu mà đọc review ở trên mạng thì thấy là bạn này nhiều nhất luôn ha. Những lời ca ngợi về chuyện là khi mà sử dụng sản phẩm này thì thấy rằng là làm dịu da này, hỗ trợ trị mụn một cách tốt hơn này. Bảng thành phần đầy đủ thì gồm có aqua niacinamide, pentylene glycol, zinc PCA, Tamarindus, Indica, Seed Gum, Santan Gum, Isocitet 30, Ethoxydiglycol, Phenoxyethinol, Clofenacin. Một bảng thành phần đơn giản và đẹp. Tất nhiên nổi bật nhất thì phải kể đến hai thành phần, đó là niacinamide 10% và zinc PCA 1%, đã được viết rất rõ ở trên bao bì. Nếu mà nói về niacinamide 10% ấy thì sẽ có tác dụng đó chính là làm dịu da này. Rồi bên cạnh đó thì cũng có hỗ trợ trị mụn cũng như là làm sáng màu da nữa. Thật sự thì niacinamide là một cái thành phẩm mà được sử dụng rất phổ biến ở trong nhiều những mỹ phẩm khác nhau, kể cả những mỹ phẩm mà đại trà, ví dụ như là Pond's, các bạn cũng sẽ tìm thấy là vitamin B3 được sử dụng với hàm lượng cao. Nhưng không thể phủ nhận được khả năng làm dịu da của niacinamide cũng như là những công dụng khác. Tuy nhiên Emmy vẫn có một lưu ý là đối với những làn da mà quá yếu, quá tổn thương, quá nhạy cảm, ví dụ như là da mà đã từng sử dụng kem trộn hoặc là mới dùng kem trộn ấy, một số người khi sử dụng niacinamide ở nồng độ cao, cụ thể là sản phẩm này đây, các bạn cũng sẽ thấy là có hiện tượng bị kích ứng, nổi dề cả mặt
những nốt đỏ 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 đỏ. Tuy là zinc thì không phải là một thành phẩm mà hoàn hảo để dùng để trị mụn, tuy nhiên trong một số những trường hợp nếu mà cơ thể bị thiếu kẽm ấy, thì sẽ gây ra là tình trạng là mụn bộc phát, đúng không? Và khi mà bổ sung thêm kẽm vào cho cơ thể ấy, thì sẽ thấy rằng là có công dụng là điều hòa tuyến bã nhờn, tức là hạn chế tăng tiết dầu. Bên cạnh đó thì là một thành phẩm mà kháng viêm và kháng khuẩn rất là hiệu quả. Khi sử dụng ở đây là zinc 1% không phải là quá nhiều, nhưng mà cũng đã có thể hỗ trợ trong chuyện là kháng viêm và kháng khuẩn. Bên cạnh đó thì còn có thể là làm dịu những vết thương, những vùng tổn thương ở trên da, và cũng có tác dụng trong chuyện là chống lão hóa và làm đều màu da. Mọi người có thể thấy là về nguyên tắc, những thành phần này sẽ có rất nhiều những tác dụng khác nhau, đúng không? Thực tế khi mà sử dụng sản phẩm này thì em mới cảm thấy rằng là đầu tiên là da dịu lại. Và đối với cả những da mà đang có mụn ấy, thì mọi người sẽ thấy là hỗ trợ trong việc là trị mụn một cách tốt hơn. Tuy nhiên em mới cũng muốn nói luôn là đây không phải là một sản phẩm trị mụn, mà là một serum sử dụng cho da mụn. Vì vậy nếu mà ai mà có những cái mụn li ti hoặc mụn nhỏ thôi mọi người dùng thì mọi người sẽ thấy có hiệu quả. Nếu mà đã bị mụn bùng phát và mụn nhiều thì tốt nhất là nên sử dụng những sản phẩm mà đặc trị mụn. Cũng có thể kết hợp với cả serum này để đảm bảo là sử dụng đúng sản phẩm dành cho da mụn. Độ pH trung bình 5.5 đến 6.5, không chứa cồn, không chứa dầu, silicon, có khả năng gây kích ứng thấp, không gây bí da. Nên với bạn nào da mụn hoặc không quá nhạy cảm thì có thể vô tư sử dụng. Nhận xét một chút xíu về kết cấu của sản phẩm này. Thực ra thì em không phải là fan cuồng của niacinamide 10% và zinc 1%, nhưng em nghĩ là đối với những bạn nào da mụn có thể là khi mà sử dụng thì các bạn đã quá yêu thích sản phẩm này. Còn với cả em thì có một điểm mà em muốn lưu ý với cả mọi người khi sử dụng sản phẩm này, đó là sản phẩm này mọi người sẽ thấy là vì thành phần có khá là nhiều gam, mà trong đó có safan gam, đúng không? Nên là sẽ có độ đậm đặc cao, và khi sử dụng ở trên da thì mọi người là nên massage và xong rồi sau đó là bổ vào trong da để đảm bảo là sản phẩm thấm tốt trước khi mà dùng những bước tiếp theo. Em cũng đã có một kinh nghiệm là khi sử dụng sản phẩm này ban ngày thì cũng hơi chủ quan, bởi vì là những serum trước đó mà em dùng loại nào cũng thẩm thấu rất là tốt và rất là nhanh. Nên là sau khi mà dùng sản phẩm này xong ấy, mà em dùng thêm một số những bước khác trong đó có kem chống nắng ngay lập tức, có hiện tượng là sau đó là bị vón cục vào cuối ngày. Cũng có thể có một số những cái hiện tượng khi mà các bạn mới sử dụng và thoa lên tay thì nó sẽ lên bọt. Đấy là một hiện tượng bình thường, cũng không sao cả. Còn nếu mà giả sử mà chúng ta vừa rửa mặt xong, lúc đấy da của chúng ta mà mỏng yếu, sử dụng sản phẩm này có thể là sẽ có một hiện tượng là hơi bị đỏ và kích ứng một chút xíu. Để hạn chế hiện tượng này thì các bạn có thể mix niacinamide 10% zinc 1% cùng với cả một sản phẩm serum có chứa HA chẳng hạn, hoặc là một sản phẩm nào đó có HA, thì cũng sẽ khiến là da dịu hơn và dễ chịu hơn rất nhiều. Sản phẩm đính đám tiếp theo mà em đi sử dụng và thấy cũng có hiệu quả đó chính là The Ordinary Caffeine Solution 5% và ECCG. ECCG là một thành phẩm chống oxy hóa rất là nổi tiếng đến từ trà xanh. Còn caffeine thì thực sự là mọi người cũng đã nghe nói rất nhiều về tác dụng trong việc là giảm quầng thâm của mắt. Rất nhiều các loại kem mắt khác nhau sẽ sử dụng caffeine, có thể là kết hợp thêm với các retinol hoặc một số những thành phần khác để mà có thể cải thiện quầng thâm cũng như là trẻ hóa vùng da ở dưới mắt. Khi mà sử dụng sản phẩm này thì em thấy rằng là kiên trì sử dụng sau một thời gian thì da ở vùng mắt bớt thâm hơn. Còn thực sự đối với cái nếp nhăn thì rất là khó. Nếu mà ai mà nhiều nếp nhăn, đặc biệt là nếp chân chim nữa, thì em sẽ khuyên các bạn là sử dụng những sản phẩm mà có thể là cao cấp và mắc và nặng đô hơn một tí xíu so với chuyện là sử dụng caffeine solution. Mà cơ bản là đối với cả một sản phẩm khoảng 300.000 cho một chai 30ml mà mỗi lần dùng có một giọt tí xíu như thế này, em nghĩ là cũng không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Sản phẩm thì có màu vàng nhạt như thế này, đúng là mỗi lần chỉ dùng ra hai mắt chỉ cần một giọt tầm như thế này thôi là đã đủ rồi nha mọi người. Các bạn sẽ thấy là có kết cấu khá là dày, tuy nhiên khi mà dùng ở trên vùng mắt của chúng ta vì da mắt rất là khô nên là ngay lập tức thì sẽ thấm vào trong mắt, cũng không lo là bị cộm hay là khó chịu gì đâu. Caffeine không phải là một thành phẩm mà quá phù hợp với cả những làn da nhạy cảm, nên là có thể là đối với làn da nhạy cảm các bạn mới dùng các bạn sẽ thấy là hơi châm chích một tí xíu, sau một thời gian thì cũng sẽ quen. Một tác dụng mà em có thấy và cũng nghe nhiều người khác mô tả là sau một thời gian mà sử dụng sản phẩm này ấy, thì thấy là dụng vùng mắt của chúng ta hình như là được kéo lên một tí xíu, tức là có cảm giác căng hơn. Chắc là nếu mà đối với là chống oxy hóa thì đấy là cái mà các bạn sẽ thấy là trẻ hóa vùng mắt ở một chuyện là trông có vẻ căng hơn, kéo lên, còn những nếp nhăn thì hơi khó. Sản phẩm thứ ba trong danh sách best, và đây cũng hẳn là những sản phẩm mà em yêu thích nhất và tâm đắc nhất, đó chính là The Ordinary Buffet với 1% copper peptide và 25.1% các loại peptide cũng như là amino acid khác nhau.
Emmy sẽ đọc cho mọi người nghe để thấy rằng là có rất là nhiều những chất mà đáng mơ ước có trong thành phần này, bao gồm đó là một hợp chất matricin 3000 peptide, matricin synthesis peptide, hay là argyrelin, hay còn gọi là acetin hexapeptide 8, đều là những thành phần mà đã được chứng nhận là có khả năng rất là ưu việt trong việc là chống lão hóa này, làm giảm nếp nhăn này. Argyrelin cũng là một thành phần mà thường xuyên được sử dụng trong những sản phẩm tiêm để mà khiến cho da căng lên một cách tức thời, và nó được mệnh danh đó chính là Botox chay. Ngoài ra thì phải kể đến copper peptide, một loại peptide mà có khả năng là phục hồi da và làm lành vết thương vô cùng tuyệt vời. Trước đây thì Emmy không để ý lắm đến các loại peptide đâu, nhưng từ khi mà da bị kích ứng này, xong rồi sau đó là bắt đầu có một số những cái sẹo và da rất là nhạy cảm, thì khi mà sử dụng những thành phần ví dụ như là copper peptide hoặc là các loại peptide mà Emmy vừa kể lên ấy, thì Emmy thấy là da phục hồi rất là nhanh và những vết sẹo có vẻ là đầy hơn trước một cách nhanh chóng. Bạn này có kết cấu màu xanh dương rất đẹp, không chứa silicone và hương liệu. Emmy có một người bạn đi bấm lỗ tai về, sau đó là sử dụng The Ordinary Buffet và sau 2 ngày là thấy liền da luôn. Thực sự đối với em này, giá so với cả mặt bằng chung của The Ordinary thì cao hơn, 800.000 cho một chai nho nhỏ 30ml. Nhưng mà thực sự đối với cả một thành phẩm rất là xịn sò và tác dụng vô cùng rõ rệt trong việc là phục hồi tái tạo da và chống lão hóa, thì Emmy nghĩ rằng là nếu mà phải chọn một sản phẩm để tiếp tục sử dụng thì Emmy sẽ chọn sản phẩm này của The Ordinary. Tuy nhiên, mọi người khoan, đừng là ngay lập tức order em này, bởi vì là có một điều hơi đau khổ dành cho những làn da ở Việt Nam. Vì thường thì Emmy thấy là da ở Việt Nam thường là da dầu, rất là dễ bị mụn ẩn đúng không? Rồi thậm chí là da nếu không mụn ẩn, thậm chí là đang mụn viêm sưng luôn. Và em này thì không phù hợp với những trường hợp như thế. Nếu mà mọi người sử dụng nhiều những thành phần peptide, đặc biệt là copper peptide, lên một làn da mà bị bít tắc lỗ chân lông và đang có mụn ẩm hoặc là mụn viêm sưng, thì sẽ khiến là vấn đề trở nên tệ hơn. Nên là một là chúng ta phải cố gắng là trị mụn hết đi, xong rồi sau đó là hãy sử dụng em này. Hai là có thể kết hợp em ý với cả một số những sản phẩm trước mà có chứa nhiều AHA, BHA để làm sạch và thông thoáng lỗ chân lông, bịt lại những lỗ mụn viêm sưng, rồi sau đó mới sử dụng em này. Tiếp theo, không thể không kể đến The Ordinary AHA 30% và BHA 2% Peeling Solution. Thực sự em này nếu mà nhìn về bao bì, mọi thứ thiết kế khá là giống với cả Red Peel của So Natural đúng không? Màu sắc cũng giống luôn. Em thấy là cái duy nhất khác nhau chỉ có giá thôi. Về mặt cơ bản thì giá của em này chỉ có tầm 250.000, trong khi Red Peel thì khác đấy. Red Peel đâu đó cỡ 480.000. Thôi chúng ta quay trở lại với cả nhân vật chính của chúng ta ha. Đối với cả The Ordinary thì sản phẩm được hướng dẫn sử dụng đó là sẽ dùng để tẩy tế bào chết peel da trong vòng 10 phút, tức là sau khi mà chúng ta làm sạch da, sau đó là chúng ta để 10 phút và sau đó là rửa lại bằng nước ấm. Đối với cả những ai mà da nhạy cảm này, hoặc là lần đầu mới peel này, hoặc là chưa bao giờ sử dụng những thành phần như là AHA, BHA ấy, thì tốt nhất là chúng ta chỉ để khoảng 5 phút thôi, xong rồi sau đó là mới rửa lại với cả nước ấm. Và chúng ta cũng tránh là sau đó sử dụng những sản phẩm mà nặng hardcore như là retinol hay là vitamin C. Nói một chút xíu về thành phần của em này, AHA 30% và BHA 2% thì cũng khá là xịn sò rồi. Ngoài ra thì còn phải kể đến hai thành phần. Đầu tiên đó là chiết xuất black carrot để giúp chống oxy hóa, và ngoài ra thì là Tasmanian pepper berry để giảm kích ứng khi mà sử dụng. Và chính hai chất này cũng góp phần tạo nên đây sắc đỏ của sản phẩm. Em này thì có kết cấu cũng khá là đặc và mùi thì nồng nồng giống như là mùi rượu nho. Em mình nghĩ đây là một sản phẩm cũng nên có dành cho những bạn nào mà da dầu mụn. Nếu mà da khỏe thì chúng ta có thể sử dụng một tuần một lần. Khi mà sử dụng ý, thì chúng ta nên sử dụng vào buổi tối để tránh bắt nắng. Vào sáng ra thì các bạn có thể là thấy là da hơi sạm xuống một chút xíu, và dùng sau một thời gian thì thấy là mụn ẩn ấy cũng sẽ được đẩy lên ở trên bề mặt da. Nhớ là khi mà sử dụng sản phẩm này thì chúng ta phải chống nắng thật là kỹ nha. Bởi vì nếu không thì rất là dễ là bị bắt nắng. Chúng ta có thể sử dụng thêm viên uống chống nắng, khẩu trang 2-3 lớp vào nha. Cảm ơn. Sản phẩm cuối cùng ở trong list best, thực ra thì Emmy rất là phân vân, bởi vì là Emmy cũng muốn giới thiệu một sản phẩm mà có chứa retinoid của The Ordinary. Đúng kiểu là giá thì cũng rẻ, và đối với cả những ai mà mới bắt đầu sử dụng retinoid thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Emmy đã sử dụng hai sản phẩm, một trong những sản phẩm đầu tiên và cũng rất là kinh điển mà có chứa retinoid của The Ordinary, đó chính là Granite 2% Emulsion.
Bản này thì được upgrade lên bản trước đó nên nó tên là Advanced Retinoid 2% ha. Và một phiên bản cũng mới ra gần đây, đó chính là Retinoid 5% in Squalene. Thực ra Emmy cũng phải đính chính ngay để tránh gây hiểu lầm, bởi vì là Emmy cũng gặp trường hợp của một số các bạn kêu là ôi dồi ôi, Retinoid 2% thôi em không dám dùng đâu, bởi vì là nặng quá, nhiều quá, mạnh quá. Cái này nó cũng hơi misleading một chút xíu để Emmy giải thích cho mọi người. Thực ra Granative Retinoid ở đây là một phức hợp bao gồm có một loại ester của retinoic acid có tên gọi là hydroxypinacolone retinoate cùng với cả một loại dung môi đó là dimethyl isosorbate với tỷ lệ đó là 1:10. Điều đấy có nghĩa rằng là nếu mà chúng ta nhìn ở đây cái phức hợp này 2% thì ở trong đó ester của retinoic acid thực ra là chỉ có 1/10 của nó, tức là 0.2% thôi. Và tương tự ở bên này cũng thế, 5% in squalene tức là 0.5. Sau đó thì hãng cũng có giải thích ở phía dưới, chai này không thấy nói rõ nhưng mà chai này thì có ghi rõ là 0.5 ester ở retinoic acid. Có những nghiên cứu cũng chứng minh là thành phần ester của retinoic acid này này, cái hydroxypinacolone retinoate ấy thì có tác dụng khá là tương đương đối với cả retinol, nhưng mà khi mà dùng ở trên da êm hơn và ít kích ứng hơn. Điều đây có nghĩa là nếu mà sử dụng cái này thì các bạn có tưởng tượng, các bạn cũng có thể tưởng tượng là tương đương với việc là mình sử dụng là 0.5 hoặc là 0.2 retinol nhưng mà êm hơn, và đúng thật là khi mà sử dụng ở trên da hầu như là không có cảm giác gì là đang sử dụng retinol. Giữa hai bạn này nếu mà phải chọn thì chắc là Emmy sẽ chọn bạn Brand Active Retinoid 5% in Squalene. Không phải là bởi vì là Emmy chứa một cái nồng độ cao hơn thì sẽ mạnh mẽ hơn, thực ra thì cũng đúng, nhưng mà vì 0.5 hoặc là 0.2 đối với cả da của Emmy thì Emmy thấy là đều rất bình thường. Nhưng mà có một cái mà khiến cho Emmy thích bạn này hơn so với cả bạn Emotion á, là bởi vì là da của Emmy thì là da hỗn hợp thiên khô, và đặc biệt là vào mùa này ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là khô. Khi sử dụng bạn này là dạng squalene, tức là cũng là một dạng dầu, thì Emmy thấy là vừa đủ ở trên da và sáng hôm sau thì da không bị đổ dầu. Sử dụng em này thẩm thấu rất là nhanh. Emmy mỗi lần dùng thì khoảng tầm là 3 đến 4 giọt là đủ rồi. Emmy nhớ là mỗi lần dùng Emmy còn đong đếm cơ, thì thấy rằng là tầm 3 giọt thì ok. Ai mà khô hơn quá thì có thể sử dụng 4 đến 5 giọt. Nhưng mà nếu mà ai mà da mà khô cỡ như là Mai Anh ấy mà phải dùng đến Cora Oil ấy thì mọi người sẽ thấy là em này không đủ đâu. Có thể sau đó thì mọi người tốt nhất là nên sử dụng thêm một em kem dưỡng nữa chẳng hạn. Emmy vẫn muốn nốt em Emotion này bởi vì Emmy nghĩ là cũng sẽ vẫn có những người mà yêu thích bạn này ở một chỗ rằng là bạn này cực kỳ mỏng nhẹ, đúng nghĩa là Emotion nữ tương mà đúng không? Nên là dùng ở trên da, dùng đến đâu là thấm đến đó, thậm chí là Emmy còn thấy nó ráo quá mức luôn ấy. Nhưng mà có thể là có một số các bạn nào mà da dầu thì lại rất là thích. Cái thứ hai nữa là cực kỳ phù hợp với những bạn mà tầm tuổi là 18 cho đến 22, chưa sử dụng retinol, chưa sử dụng retinoic acid và có cảm giác là nếu mà sử dụng thì quá nặng đô cho da của mình, thì các bạn có thể làm quen với những sản phẩm như thế này để chống lão hóa một cách từ từ. Thực sự ngày xưa thì em cũng cứ hay nói với những bạn mà tầm 18 đôi mươi là ôi tại sao mà tụi em lại phải sử dụng retinol làm gì, nặng đô quá rồi về sau bị lờn đi, da sẽ cứ càng ngày là càng sử dụng nặng đô hardcore hơn ấy, da của mình vẫn còn có khả năng là tái tạo được. Thì tại sao mà không sử dụng những sản phẩm nhẹ nhàng, kích thích khả năng tự sửa chữa của da thôi. Nhưng mà đến lúc mà Emmy biết về em Retinoid 2% Emotion này thì Emmy cảm thấy là đây là một sự lựa chọn hợp lý, có 0.2 thôi mà, nhẹ nhàng. Và cái quan trọng là kể cả hai sản phẩm này khi mà dùng ở trên da, cho dù là các bạn sẽ không thấy khả năng chống lão hóa nhiều đâu, cùng là 0.5% của bạn này, Emmy khuyên ai mà bị nếp nhăn nhiều quá dùng ngay 0.5% retinol của Obagi, các bạn sẽ thấy sự khác biệt rất rõ rệt. Nhưng được một điểm rằng là hai em này khi sử dụng ấy là một sản phẩm nhẹ nhàng, dùng không bị khô da và chúng ta có cảm giác là da không bị bí bít, chắc một phần vì cảm giác là đang sử dụng retinoic acid đúng không? Và sau một thời gian thì thấy là bề mặt da mịn hơn so với cả bình thường. Giá sản phẩm Grand Active Retinoid 5% in Squalene là khoảng 500.000 cho chai 30ml, còn đối với 2% Emotion là khoảng 400.000. Đó là những sản phẩm best, bên cạnh đó là những sản phẩm worst. Rất là không may là Emmy cũng đã có trải nghiệm không được tích cực cho lắm đối với cả hai sản phẩm dưới đây. Đầu tiên thì phải kể đến một loại kem dưỡng Vitamin C Suspension 23% kết hợp với cả HA Spheres 2%. Wow, nghe đến đây là những fan cuồng của vitamin C là mừng húm đúng không?
Bởi vì lá ngó mổ rẻ, một sản phẩm rất là rẻ nhá, mà lại có một nồng độ vitamin C cao 23%. Rồi hãng này có giới thiệu là sử dụng dạng thức mạnh nhất của vitamin C là ascorbic acid, nhưng lại phục được hết tất cả những gọi là nhược điểm của ascorbic acid từ trước đến giờ. Chưa kể là sản phẩm được giới thiệu là không có chứa silicone này, không chứa cồn này, không chứa dầu khoáng này, chỉ sử dụng squalene thôi, không chứa nước luôn. Hãng cũng có lưu ý là nếu mà sử dụng ý thì hơi châm chích một tí xíu thôi, nhưng mà sau một thời gian quen với cả vitamin C thì sẽ thấy hết. Vì là sản phẩm này không chứa nước này, không chứa silicone nên là sẽ có cảm giác là bột bột powdery ở trên da một chút xíu, và để giảm thiểu cảm giác khó chịu nếu mà giả sử là bị châm chích này, hoặc là sử dụng mà thấy bột bột như thế này, thì hãng cũng có recommend, đề xuất là chúng ta có thể mix cùng với cả một loại serum hoặc là kem dưỡng thông thường để mà làm quen. Ok, đó là tất cả những lời giới thiệu của hãng. Trải nghiệm của Emmy không thể không phủ nhận là đối với cả một số người ấy thì cũng sẽ có tác dụng là nâng tông da. Nên cái mà Emmy rất không thích đối với cả một kem dưỡng đấy là khi mà apply lên da xong ấy, nó cứ nằm trình hình rồi đó, không hề xê xích, không hề thấm đi đâu hết, cảm giác rất là nặng mặt. Sự Emmy cũng đã nói rất nhiều ở trong những video clip trước là tiêu chí khi sử dụng kem dưỡng của Emmy không cần phải là một sản phẩm mà có thành phần thần thánh ghê gớm nhất, nhưng mà kem dưỡng cũng như là kem chống nắng ấy, phải là sản phẩm mà khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu nhất khi sử dụng. Ngoài ra thì Emmy còn có một trải nghiệm nữa, đó là sau khi mà sử dụng khoảng 3 phút xong ấy, Emmy mãi mà vẫn thấy nó rất là châm chích và khó chịu, nên là thôi Emmy phải say bye bye với cả Emmy luôn. Chung là cái này thì chỉ là trải nghiệm cá nhân của Emmy thôi. Cũng có thể là khi mà các bạn comment ở phía dưới sẽ có những bạn mà có ý kiến khác nhau, và đặc biệt là có thể là có bạn sẽ vượt qua được những cảm giác khó chịu như thế này trong giai đoạn đầu, cũng như là tiếp tục gắn bó với cả Emmy, mặc cho chuyện là Emmy lúc nào cũng cứ ở trên bề mặt như vậy, vì cơ bản là Emmy rẻ quá mà. Sản phẩm tiếp theo cũng khiến Emmy cảm thấy là hơi phí tiền mua, đó chính là một loại kem dưỡng có tên gọi là The Ordinary Natural Moisturizing Factor và HA. Thực sự em này nhìn vào bảng thành phần thì cũng rất là đẹp đúng không? Nào là 11 các loại amino acid khác nhau, rồi phospholipids, glycerin, saccharide, rồi những thành phần mà hút ẩm rất là nổi tiếng như là hyaluronic acid, rồi ceramide sodium PCA urea hay là sodium lactate, và tất cả để được đựng ở trong một cái tuýp nhỏ màu xám 30ml. Vấn đề là khi mà sử dụng mỹ phẩm sau một thời gian thì Emmy thành thật chia sẻ và khuyên với cả mọi người rằng là chuyện đọc thành phần là một phần thôi. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải để ý đến cảm nhận và kết cấu của sản phẩm ở trên da cũng như là hiệu quả thực tế nữa. Em này thành phần rất là hay ho. Khi mà sử dụng ở trên da thì Emmy thấy chỉ có được một điểm cộng, đó là không làm bóng dầu, không làm bóng nhờn. Nhưng cảm giác mà phải ẩm mượt, mịn mọng của một loại kem dưỡng ẩm ấy thì hoàn toàn không có. Da nó không đến nỗi quá tệ, chỉ chẳng qua là nó không như kỳ vọng. Nếu mà giả sử mà ham rẻ để mua một loại kem dưỡng ẩm như thế này, Emmy nghĩ là vẫn có những sự lựa chọn khác tốt hơn. Thực ra có một sản phẩm nữa mà Emmy thấy cũng hơi kiểu vỗ thử vỗ phạt ý, đó chính là primer của nhà The Ordinary. Nhưng mà bởi vì là Emmy cũng không phải là fan của primer, cũng không phải là sử dụng quá nhiều các loại primer khác nhau. Đúng là cái em primer này không làm được những nhiệm vụ theo kiểu như là khiến là làm mờ lỗ chân lông hay là khiến lớp makeup đẹp hơn. Nhưng mà thôi, em ấy cũng cấp ẩm, cũng dùng như là một lớp dưỡng ẩm thông thường, cũng không kỳ vọng quá nhiều đối với là một primer mà 200-300 nghìn, so với là nếu mà mọi người bỏ tiền mua primer của những hãng chuyên về mỹ phẩm, chuyên về makeup ấy, thì sẽ thấy rằng là đắt sắt ra miếng. Nói chung primer thì không phải là chuyên môn của Emmy chỉ nói để cho mọi người biết như vậy thôi, còn ai dùng vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà chắc chắn là đừng kỳ vọng rằng là nó có thể thay thế một cái primer tầm 800 hoặc tầm 1 triệu là được. Ok, chốt lại video clip này, Emmy nghĩ rằng là The Ordinary vẫn là một thương hiệu rất là đáng mơ ước và Emmy ngưỡng mộ, bởi vì là các bạn có thể sản xuất ra những sản phẩm ở một mức giá vô cùng hợp lý, ai cũng có thể sử dụng được. Và có rất nhiều những sản phẩm mà bản thân Emmy đến bây giờ cũng tiếp tục sử dụng của The Ordinary. Hy vọng là những thông tin ở trong video clip này thì sẽ hữu ích cho mọi người trong việc là lựa chọn những sản phẩm phù hợp của nhà The Ordinary và kết hợp trong quy trình dưỡng da hàng ngày của mình. Và hẹn gặp lại trong những video clip Best and Worst tiếp theo. Mọi người muốn em Happy Skin và Emmy review về những sản phẩm Best and Worst nào thì nhớ là comment thương hiệu ở phía dưới nhé. Bye bye!